Tôi đã quên ví ở trên xe mất tiêu rồi. Cô cho tôi mượn ít tiền để trả tiền cho bữa ăn này nha. Chị ơi, ở đây có cà thẻ không chị? Cái gì? Cô cà vô mặt tôi nè. Cô nghĩ sao giữa đại dương bao la vậy mà có mấy cà thẻ cho cô? Hả? Trả tiền mặt 4.245.000. À, chút hồi á, tôi có hai người bạn sắp tới đây rồi. Có gì họ lấy tiền trả cho chị được không chị? Nè, cô kia, cô thấy tôi sống cô đơn giữa đại dương bao la nên cô tưởng tôi ngu hả? Không có đâu, tôi không có ngu. Nè, cô biết mấy cái bè cá bóp ở đây nó ăn cái gì nó sống không? Ăn thịt mấy người hay ăn quỵt như cô, như cậu á. Hả? Tôi đâu có ăn quỵt đâu. Nè, tôi là người đàng hoàng á nha. Có chứng minh nhân dân rõ ràng. Hay là chị lấy chứng minh nhân dân của tôi thế chấp lại cũng được. Để tôi giải quyết cho. Đây chị, tôi sẽ để cái khăn này lại để thế chấp. Bây giờ chị cho cano chở chúng tôi vào đất liền. Vô đó rồi tôi sẽ lấy tiền trả cho chị sau, ok? Cậu thấy tôi giống thiếu nữ mới lớn nên cậu định nam nhân kế với tôi phải không? Trời ơi, khăn này hả? Tôi cũng có. Nè, một cái nè, một đống nè, một container nữa cũng có. Chị nói cái gì vậy? Chị dám so sánh khăn của tôi và khăn của chị hả? Chị có biết khăn của tôi là khăn hàng hiệu không? Giá trị của nó gấp chục lần số tiền mà tôi đang thiếu của chị đó. Ồ, cái khăn đen thui như cái nùi vẽ vậy mà là hàng hiệu. Các em, dột hai đứa này xuống bè cá bóp làm mồi giùm chị. Chị bình tĩnh lại nha. Chị đợi xíu nha, để tôi gọi điện cho chị coi nè. Alo Phi Yến hả? Cô đang đâu vậy? Tôi đang trên đường đến khách sạn, sắp đến nơi rồi. À, nè, cô chạy tới nhà hàng. Nhà hàng gì ta? Nhà hàng hải sản Bé Nụ, ở trên đường tới khách sạn đó. Mà đem tiền tới cho chúng tôi đi. Mày hết pin rồi. Hết pin. Diễn viên, diễn đạt ghê ha. Nhưng mà đừng có hòng qua mặt được tôi. Muốn bày trò để ăn quỵt hả? Không có dễ đâu. Làm sao bây giờ? Không có trăng sao gì hết. Không có tiền thì bán thân cho tôi.